Cái rau này này, rau này ăn được mà. Rau này này. Cái này có phải ăn? Ăn được. Loại phải mà, loại này. Ủa tí lấy đây về. Cá nhiều thật đoạn đấy. Kìa, cá đang bơi nhảy nhảy kìa. Bên này không có ấy. Đấy, bên kia cá nhảy nhảy bên kia. Ôi nó trôi đi ấy. Lấy cái dây buộc vào. Dây đâu? Dây đâu? Dây lúc nãy thế ở đâu đây mà. Dây gì cũng đây này, dây này này. Lột cái này xuống. Đây này. Ôi ôi. Nhiều muối quá. Đây, lột cái này xuống. Ôi nhiều cá. Như lá mơ hay sao nhỉ? Mùi thật. Ui. Ông bảo là cái lá ông đang cầm ấy hôi. Như kiểu mùi đánh giấm đúng không? Đây, đang quay đây. Đây, bạn ấy đang đi thả cá. Phải buộc vào cho cái này trôi đi. Ôi tí nhổ hai cái cây hoa này đi nhé. Cây hoa trước mặt này. Đây. Nhổ đi làm gì? Cái này. Mang trong. Ôi nhiều dính quá. Các bạn ạ. Lấy nhiều dính quá. Cá kìa. Đây là cái tổ này không mang dây. Vút vút vào giữa kìa, nếu mà dây nó dài ấy. Nó không ra bên này. Bên kia có cỏ nó sang bên kia. Ôi, nhiều muối quá. Đi sang được bên kia không nhỉ? Tít dưới kia, ôi, bên kia ấy lắm, đi làm gì, xem con đường đéo đâu. Bò còn không sang được bên kia ăn cỏ, nói gì. Nếu mà có cái chà nhỉ, như này nhảy nhảy như này, quăng phát mẹ mày. Ui. Đây, tắt nhá.